Và trận đấu giữa hai đội Đà Nẵng Dragon và tuyển quốc gia Việt Nam được bắt đầu bằng một đợt tấn công dành cho đội bóng áo trắng. Trần Đăng Khoa và Tô Quang Trung được kích ra cho Justin Young rất thoải mái để thực hiện một pha lên rổ khi Justin dễ dàng vượt qua được Triệu Hán Minh. Và vừa rồi thì Khoa Trần đã đóng góp rất lớn vào tình huống đột phá thành công của Justin. Dư Minh An, Trần Đăng Khoa. Sau tập khoảng 10 giây, Khoa Trần quyết định thực hiện cú ném thứ hai, và lần này thì tỷ lệ chính xác đã cao hơn rất nhiều rồi. Dành cho Akim. Vừa rồi là tình huống dứt điểm thứ tư của Akim Scott trong trận đấu này. Nhưng ngược lại bên phía đội tuyển quốc gia, Trần Đăng Khoa đã có điểm số thứ 5. Bất kỳ khó khăn nào. Triệu Hán Minh bóng lại đi dành cho Chris Carter. Sẽ là một trận đấu rất vất vả cho Justin Young. Khoa trong tình huống vừa rồi thì anh rõ ràng có một tình huống cản người và các trọng tài đã không bỏ qua. Một bàn đánh hay của Đà Nẵng Dragon khi đã xuất hiện một điểm mismatch rất lớn dành cho Carter và người. Từ đầu trận đấu đến giờ thì Akim vẫn chưa có bất kỳ dấu ấn nào. Tuy nhiên Chris Carter đang làm tất cả những gì có thể. Rổ tưởng như rất đơn giản của Michael Soy nhưng anh lại không có một cảm giác tốt. Michael Soy đã có một chút lưỡng lự khi anh có ý định chuyền bóng cho Carter. Và đây là lời đáp trả rất hay đến từ Justin Young. Có bất kỳ điểm số nào sau 4 cú ném. Một chiến thuật rất rõ ràng và được thực hiện một cách cực kỳ chuẩn chỉ của Đà Nẵng Dragon. Vẫn thuộc quyền của sát đội tuyển Việt Nam và tình huống 3 điểm của Minh Tôn vẫn chưa thành công. Trần Đăng Khoa, Justin đã không di chuyển vào trong trong tình huống vừa rồi nhưng vẫn có 2 điểm cho cầu thủ mang áo số 12. Chris Carter không có một cầu thủ nào hiệp sai trong tình huống vừa rồi nhưng đã có một tình huống thủ tốt của Justin nhưng tốt thôi cũng là chưa đủ của Minh Tôn, bóng vẫn không đi vào rổ. Akim Scott. Có vẻ như Akim Scott đã khát điểm ở tình huống tấn công vừa rồi. Đó là một cú đánh thẳng của Trần Đăng Khoa và anh đã thành công. Đây là Triệu Hán Minh, Tú Quang Trung, 4-3. Tú Quang Trung quyết định dứt điểm từ vạch 3 điểm và điều đó mang lại lợi thế dẫn trước cho Đà Nẵng Dragons. Ôi rồi. Dư Minh An, Đức Kiên. Đường chuyền ra cho Justin Young và Eurostep ghi 2 điểm cho cầu thủ áo số 12. Cho tới thời điểm này thì Michael Soy vẫn chưa ghi được điểm nào, hình ảnh mà chúng ta không thường thấy ở những trận đấu gần đây của Đà Nẵng Dragons. Trần Đăng Khoa thì lại đang rất cháy cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thì mới chỉ có 2 điểm. Điều rất bất ngờ. Nhưng Chris Carter bị khác. Akim Scott nhận được sự yểm trợ của Carter. Mặc dù gặp một chút lập bập nhưng Akim vẫn kiểm soát được bóng và có một pha bóng lên rổ. Rất đáng tiếc, đường chuyền của Justin là quá mạnh. Triệu Hán Minh, Eurostep và đã có một tình huống phạm lỗi và thậm chí sẽ có 2 điểm cho Dư Minh An, và người phạm lỗi không phải ai khác, lại một lần nữa là cái tên Trần Đăng Khoa. Step back và ném 3, và lần này thì đã có 3 điểm dành cho các cầu thủ áo trắng. Trọng vị trí sai. Akim Scott. Bóng Thái Cường. Vẫn chưa có điểm cho cầu thủ áo số 33 nhưng đã có một tình huống tiếp in và bóng đánh khó của Trần Đăng Khoa phản công nhanh Đà Nẵng Dragons. Không có một tình huống ném rổ cho Dư Minh An. Xin lỗi bạn, Triệu Hán Minh, nhưng lại có một pha kiến tạo dành cho lão tướng này. Mình đã bị chặn lại bởi Minh Tôn. 2-1, đường chuyền cho Dư Minh An và 2 điểm chắc chắn là như vậy dành cho chàng trai mang số 7. Michael Soy. Một tình huống cố ghi điểm để giải tỏa tâm lý của Michael Soy. Chris Carter. Một tiếng ném xa tiếp theo của Đà Nẵng Dragons và đã có tình huống ném 3 điểm thành công thứ hai dành cho đội bóng này. Quá thấp. Phản công nhanh cho Đà Nẵng Dragons. Chris Carter. Thực sự là rất khó cho Dư Minh An có thể thực hiện tình huống phòng ngự khi phải đối diện với Carter trong tình huống như vừa rồi. Đường chuyền hơi mạnh của Justin cho Tú Kobe, phản công nhanh cho Đà Nẵng Dragons. Khả năng để mất điểm trong Dư Minh An.
nhận được sự hỗ trợ của Phú Bình và thực hiện cú ném 3 điểm. Đã có một tình huống N1 dành cho Phú Bình sau một pha tip in. Vẫn là các cầu thủ áo trắng. Justin Euro step lên rổ tay trái và 2 điểm tiếp theo cho đội tuyển quốc gia. Được chuyền cho Carter. Lại một tình huống ISO của Carter vào vị trí của Justin Young và Justin đã quá ngán ngẩm ở trong hai hiệp thi đấu đầu tiên, và nếu như không có sự thay đổi nào trong chiến thuật phòng ngự thì cầu thủ mang áo số 12 sẽ còn phải rất vất vả ở khâu phòng ngự nữa. Chỉ số turnover. Du Minh An là một đường kích ra bóng đến tay của Trần Đăng Khoa. 3 điểm may mắn dành cho Khoa Trần. Vào lối chơi ai rồi đánh tình huống rất khó, nhưng có lẽ Khoa Trần vẫn là cầu thủ mà ông Kibinikos tốt nhất ở thời điểm này, có khả năng ghi điểm tốt. Vừa rồi thì ngay lập tức Kibinikos đã có một pha đáp trả xuống 3 điểm tương tự với Khoa Trần. Lại là Trần Đăng Khoa, một đường hit check thành công. Đánh trước cuộc đua nhỏ nhỏ này với tỷ số là 2-1. Scott được trả cho Chris Carter, vẫn là bàn đánh quen thuộc. Michael Soy, một tình huống xuyên bóng rất mượt mà của Đà Nẵng Dragons và pha 3 điểm dành cho Triệu Hoán Minh. Một tình huống chạy bài rất tốt của các cầu thủ Việt Nam. Trần Đăng Khoa quyết định lên rổ, và đây là một quyết định mang lại 2 điểm số rất chính xác của Trần Đăng Khoa. Một tình huống phòng ngự khá tốt của Justin, nhưng vì anh vẫn sợ mắc lỗi cá nhân. Phú Bình, một tình huống long thủ của Phú Bình. Triệu Hoán Minh và Kim Scott. Ngay khi bóng được chuyền ngay lập tức đã bị double team. Dù chúng vẫn đánh lừa được hai cầu thủ áo trắng, nhưng chỉ tiếc là cú ném của anh không chính xác mà thôi. Vì vậy thì Carter vẫn đang tỏ ra quá mạnh ở vạch 3 giây. Điểm cho Đà Nẵng Dragons. Cơ hội dành cho Minh Tôn thì quá đơn giản rồi. Trần Khoa vẫn còn cho các cầu thủ áo trắng. Shot clock còn 5 giây. Lại một tình huống ISO của Khoa Trần và mang về 2 điểm tiếp theo. Khoảng cách điểm của hai đội bây giờ chỉ là con số 2 mà thôi. Cả hai đội tấn công vừa rồi đội Ice Scott đều thực hiện những cú ném ở vạch 3 điểm ở tư thế rất khó. Và 3 điểm dành cho Richard Nguyễn để tuyển quốc gia vươn lên. Cuối cùng này chỉ còn 8 giây mà thôi. Justin đã có khoảng trống cho Nguyễn Đình Phú Bình, và Phú Bình đã công làm phụ lòng đường chuyền của Justin Young để mang về điểm số thứ 58 dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Điều kiện đấu này đối cho mình hay không? Justin đường chuyền tốt cho Phú Bình, 2 điểm dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cho tới thời điểm này thì anh mới chỉ có vỏn vẹn 2 điểm đến từ một tình huống lên rổ thành công mà thôi. Lại là một tình huống có điểm cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là những tình huống thi đấu rất bế tắc đến từ đội bóng áo đen. Trong khi đó thì tất cả mọi thứ đều đang đi vào rổ dành cho đội tuyển Việt Nam. Thường cao rất nhiều. Giờ thì đội tuyển Việt Nam đã có đến 4 cầu thủ ghi trên 10 điểm. Cuối cùng thì Đà Nẵng Dragons cũng giải được cơn khát ghi điểm. Không có lỗi của Trần Đăng Khoa và cú ném 3 tiếp theo của thầy Tô, bóng đi không chính xác. Chris Carter đã có một cú gỡ bảng đơn giản từ giây. Triệu Hoán Minh, Kim Scott một tiếng lên rổ và đã mang về 2 điểm tiếp theo dành cho Đà Nẵng Dragons. Đã tốt vì cảm giác ném xa của Đà Nẵng đang không hay. Dư Minh An, đường chuyền của Trần Đăng Khoa và 3 điểm dành cho Dư Minh An, một 3 điểm rất quan trọng vào thời điểm này. Đường chuyền ở ngoài và cùng 3 điểm. Và Kim Scott lại là một cú bao rổ. Những tình huống dứt điểm của Tú Quang Trung thì mạnh đã có khoảng trống, anh cần dứt điểm này. Trần Đăng Khoa, đường chuyền khá màu mè của Trần Đăng Khoa nhưng Justin Young đã tận dụng một cách chuẩn xác. Còn 1 phút và 29 giây. Với Kim Scott và mang lại điểm số thứ 3 dành cho Đà Nẵng Dragons. Bóng rổ không thành công của Trần Đăng Khoa. Kim Scott. Hiện thi đấu đang còn 40 giây. Akim ném 3 rất nhanh. Có 3 điểm dành cho Akim Scott và cách biệt bây giờ chỉ còn là 1 điểm mà thôi. Đây là sự khác biệt. Bóng quyết định này. Michael Soy thành công.
Và ngay lập tức thì ông Kevin Jacobs đã có hữu ý tới anh Việt Long. Vâng, Michael Soy có thể im tiếng trong cả trận đấu này, nhưng anh đã có một tình huống lên tiếng không thể nào đúng lúc hơn. Quả hai điểm rất khó, vấp phải sự chi cản rất lớn đến từ các đối thủ bên phía đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ áp lực sẽ quay ngược trở về. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Michael Soy đã phải đối đầu với cả Dương Minh Nàng và Trần Đăng Khoa. Justin, Trần Đăng Khoa, Phú Vinh và Minh Tôn. Justin Young cần phải ném ngay, không thể thực hiện cú ném bởi đã có Akeem Scott ở đó. Akeem đã có một tiếng steal cực kỳ quan trọng. Vâng, Akeem Scott đã tỏ ra rất hứng thú. Anh đã có một tình huống lấy chọn quả bóng từ trong tay của Justin Young. Một màn trình diễn rất quả cảm đến từ Đà Nẵng Dragons. Họ đã có thời điểm bị dẫn trước đến 10 điểm ngay trong hiệp 4. Tuy nhiên, rồng sông Hàn với sự dẫn đầu của Akeem Scott và không thể bỏ qua tình huống mang về chiến thắng của Michael Soy đã có được chiến thắng với tỷ số là 73 và 72. Chúng ta vừa được xem lại tình huống cướp bóng thành công của Akeem.